Hello, xin chào các bạn. Như đã hẹn thì hôm nay Phương sẽ cùng với các bạn thẩm định qua cái phần ngoại thất cũng như nội thất đối với cái mẫu xe Kia Carnival 2022. Phiên bản trước mặt các bạn đây đó chính là phiên bản máy dầu 2.2 Premium 8 ghế. Thì Phương đánh giá rất cao ở cái phiên bản này, cái mẫu này. Nên chính vì thế Phương lựa đúng ngay cái phiên bản này luôn để cùng các bạn xem phần ngoại thất cũng như nội thất của xe ha. Đây, bây giờ chúng ta xem từ phần đầu ha các bạn. Nè, phần đầu thì các bạn sẽ có thấy được, nói chung đây là phiên bản thế hệ thứ tư rồi. Thế hệ thứ tư thay đổi hoàn toàn đối với kiểu mới, kiểu cũ của nó là chính là phiên bản mẫu xe Sedona các bạn. Thì trên cái mẫu xe này thì bây giờ các bạn sẽ thấy các đường gân góc cạnh mạnh mẽ hơn nhiều ha, chứ không còn cái uốn lượn bo tròn phù phù lên nữa. Nhìn xe rất là gọn gàng. Tuy là một mẫu MPV nhưng mà nhìn xe rất là gọn. Đó. Các bạn nhìn thấy phần đầu xe này ha, được cái độ chúa của nó được rút ngắn lại ha. Vẫn là logo cũ nha các bạn, chưa có logo mới. Phần mặt ca lăng rất đẹp, mũi hổ. Thiết kế 3D và cái màu này là màu xám kim loại, rất đẹp. Thì ở trên phiên bản này thì các bạn sẽ có 4 đèn LED ha. Nè, có cái lộn chia tách đè cụm đèn chính được tách ra hai cụm ha. Đó. Chứ nếu mà lên cái phiên bản Signature thì các bạn sẽ có bi LED. Đó, còn đây tách ra hai phần. Đây đây. Chúng ta sẽ có một dãy đèn daylight. Đó, đèn sinh nhan vẫn là đèn halogen ha các bạn. Rồi, và đèn sương mù là đèn LED. Đó. Nói chung là hệ thống đèn của chúng ta trên phiên bản này full LED đó các bạn, chỉ có đèn sinh nhan vẫn là đèn dây tóc thôi. Chúng ta cũng có cảm biến trước ha, cảm biến trước. Và phải nói là cái phần mũi được thiết kế rất là đẹp, gọn gàng. Đó, các bạn nhìn thấy nè. Đó, đẹp ha. Nhìn từ ngang cũng đẹp mà nhìn từ trước cũng đẹp. Cái phần nắp capo này các bạn được thiết kế có hai đường vân chìm xuống thôi. Ha, và cái độ chúi của nó xuống đã được giảm lại rồi. Và cái đầu phần đầu xe cũng thiết kế ngắn lại hơn, giúp cho chúng ta dễ quan sát khi mà chúng ta ngồi ở phía trong ha. Đó, rất đẹp. Rồi qua phần hông xe. Mặc định trên các phiên bản của Carnival thì các bạn được trang bị mâm 19 inch. Đó. Và cái kiểu mâm này cũng rất là đẹp rồi, các bạn không cần phải tinh chỉnh gì thêm, làm gì thêm ha. Đó. Nè, và các bạn nhìn từ phần hông xe mà các bạn nhìn ở chiều này ha, với các đường vân nè các bạn, thể hiện nổi rất là rõ ràng những cái góc cạnh ha. Đó, đường vân dọc theo thân xe. Đó. Đó, nhìn giống Land Rover ha các bạn, gọn gàng. Và tay nắm cửa được thiết kế to bản hơn. Nói chung là cái kiểu thiết kế tay nắm cửa này Phương thấy đẹp. Và cửa trượt hai bên hông ha các bạn, chỉ cần ấn một nút thôi tự động mở. Đó. Và chúng ta đóng. Có một nút đóng, thiết kế có một nút đóng ở đây nữa nè các bạn. Đó, nút đóng cho người ngồi trong. Phương bấm lại. Đó. Và bể bước nè các bạn, bể bước này đi theo xe nè. Nhìn nó thiết kế rất là liền mạch, đẹp ha. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, cái phần bể bước đi theo xe. Rất là đẹp, rất là khớp đối với cánh cửa luôn. Đó, và cái đĩa thắng ở trong cái con heo phía trong các bạn nhìn thấy to ha. Kính hậu. Kính hậu gặp điện chỉnh điện có đèn sinh nhan báo rẽ luôn. Và trên phiên bản này các bạn cũng có cam 360 độ nha các bạn. Đây, các bạn nhìn nè. Đó, cái sáng giá nhất. Đó, và cái phần yếm màu bạc này nè, cái hình đen theo cái cửa mũi kim cương 3D này nè các bạn biết giống trên mẫu xe gì không? Sorento All-New á. Và cái hay ở chỗ này là cái đường line khi mà cửa trượt ra các bạn, nó đồng với cái đường vân mà đi theo phần thân xe nè, đó. Thêm một điểm hay ở chỗ này nữa. Rồi, và có tích hợp sẵn ba ga mui ha các bạn. Đó. À, và thêm một điều nữa, đối với những cái bản premium rồi các bạn kêu là với Signature thì nó có cái gì đặc trưng đi dễ nhìn phân biệt khác nhau á, thì chính là cái cửa sổ trời. Đó, các bạn thấy không? Ha, Signature thì nó sẽ có cửa sổ trời, vậy thôi. Phần đuôi xe. À, các bạn sẽ có vây cá mập ở phía trên, đèn thắng ha. Và cái đèn phần đuôi xe đẹp nhất đó chính là cái dãy đèn hậu, được thiết kế ngang với phần chiều rộng của thân xe luôn, chiều rộng của xe luôn. Đó, nhìn rất giống Audi, ban đêm mà các bạn mở đèn sáng lên rất đẹp. Full LED đó các bạn. Các bạn có camera lùi luôn ha.
và đây logo Carnival. Đây phiên bản này premium, máy dầu phiên bản premium 8 ghế. Rồi và đây là cái phần, cái chỗ mà để mở cửa nè các bạn. Đó, gọn gàng ha, đẹp. Rồi phần cốp nè, cỡ bao rộng luôn. Đó, bao rộng luôn các bạn, không cần biết nói gì hơn ha. Ai mà gặp xuống hàng ghế thứ ba thì thôi, chở cái nhà đi còn được. Rồi đóng cửa nè các bạn, mở với đóng cửa bằng điện ha. Rồi hết rồi, tổng quan xe vậy thôi. À, nói chung thiết kế rất là đẹp, gọn gàng, không có phù, làm cho cảm giác chiếc xe rất là gọn nha các bạn. Bởi vậy mà nhà bên nhà sản xuất công bố định hình cái mẫu xe này là SUV đô thị là vậy á, mục đích là vậy á. Rồi tiến vào phần nội thất luôn, đi nhanh. Phần nội thất nè các bạn, 8 ghế thì phía trước 2, ở giữa 3 và ở cuối 3 ha. À, ở cuối 3 để Phương coi coi. Đó, cái bát này nè các bạn, bao bì lòng mới không thấy. Rồi cái băng ghế thứ 3 khá rộng nha các bạn, để Phương ngồi vào thử luôn coi. Ây da, trời ơi, ngồi chưa ngã ra sau, ngã ra sau thoải mái nữa. Rồi đi ra. Dưới đây có cái bát nè các bạn, dưới đây có cái bát để di chuyển lên. Còn ở đây mặc định là bấm vô cái thanh này là cái cửa này sẽ gập xuống và nó kéo lên. Và cái cửa, cái ghế này nè các bạn, cái ghế giữa này nè, thì Phương thấy là mấy bạn á gập cái ghế này lại là nó sẽ thành cái bàn ha. Đó, và nếu mở lên thì chúng ta sẽ chở thêm được người ở đây nữa. Đó, đó là hai cái băng ghế sau. Rồi nói về phía trước, phía trước thì nội thất full bài ha các bạn, đầy đủ các món ăn chơi, không có gì bàn cãi. Thì nếu mà nói về gia đình là Phương thấy cái bản này là sáng giá nhất. Tuy nhiên cái bản này nó chỉ không có cửa sổ trời thôi, mà Phương nói thiệt ở Việt Nam với cái việc mà có cửa sổ trời á, nó không có tác dụng gì để giúp cho nó trong cái chuyến đi nó vui vẻ hơn á. Mà ngoài ra là theo thời gian thì cái cửa sổ trời nó là một cái gì đó phiền toái thêm đó, các bạn lưu ý ha. Rồi ở phiên bản này là các bạn đã được có cam 360 độ rồi, cái đó là sáng giá nhất khi mà nó đi theo với cái mẫu xe này. Tại vì thực tiễn nó giúp cho các bạn rất nhiều ha, tại vì xe hơi to nên các bạn mà di chuyển cặp lề hay ra lề hay dê đồ này nọ thì nó rất là quan trọng. Rồi ra ngoài nè các bạn, đó gương hậu nè, cam 360 nè. Cái phần cửa này thiết kế ở phía hai băng dưới nó đen hơn nha các bạn, nhìn cảm giác đen hơn. Ở phía trước, ở bên đây thì sáng hơn nè, nhưng mà chỗ này thì tô tối hơn đó, tối hơn, rất đẹp. Nhìn cái cảm giác chỗ này nó góc vuông quá ha. Rồi ghế phụ kế tài, bản này là chỉnh điện ha các bạn, ghế chỉnh điện nè. Rồi đó, màn hình khá rộng bự, được để dài lên luôn, nhưng mà ở đây vẫn có ngắt ngăn ra hai các bạn, ngăn ra hai màn hình đó. Rồi Phương mở khối động cơ lên cho các bạn coi khối động cơ ha. Khối động cơ máy dầu 2.2 cho công suất cực đại là 199 mã, hộp số 8 cấp. À các bạn, ghế tài này ha, chỉnh điện luôn đó, chỉnh điện gập điện, vô lăng ba chấu. Rồi mở nắp capo ở đây. Ô, trên phiên bản này chưa có thủy lực, có cái cây thủy lực để nâng lên nha các bạn, nếu mà các bạn cần về phải độ lên vô thêm ha. Đây khối động cơ ở trong em Carnival 2022, máy dầu rất đẹp các bạn, có động cơ Smart Dream, thiết kế rất đẹp. Nói chung là đặt rất là gọn á, cảm giác rất là gọn gàng chiếc xe. Nói chung trên phiên bản thứ tư này thì cải tiến rất là nhiều rồi, cảm giác máy nó êm hơn, vận hành êm ái hơn. Rồi Phương đóng đó,
Rồi, và đó là một phần đi tổng quan cùng với các bạn phần ngoại thất cũng như nội thất đối với cái mẫu xe Kia Carnival 2022 phiên bản Premium 8 ghế. Đây là cái phiên bản sáng giá nhất dành cho gia đình nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần tới. Clip lần tới chắc Phương sẽ nói về một bản Signature 7 ghế. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.